xin chào các bạn, chào các bác, chào mọi người nhá. Rất vui được gặp cả nhà trong cái chuyến đi tiếp theo của ba anh em. Biết các bạn, các bác chắc dạo này khỏe chứ? Đây, hôm nay ba anh em tiếp tục vào cái khu đi bắt ông một tấm bọc mọi người nhá. Đây, phát ok. Rồi, ok, làm thôi. Biết là ở các bác tháng nay như thế nào? Ở mình đây cuối tháng 7 là cái mùa mật ong khoái cuối mùa rồi mọi người. Nên hôm nay ba anh em tiếp tục để xem cái tổ ong nó trong bọng nó như thế nào. Đó, nó ở trên đây này. Hello mọi người, chào các bạn, chào các bạn. Vẫy tay đi chứ. Chào mọi người đi chứ. Hello mọi người. Đây đang. Hello mọi người, mình sẽ bắt ông cái gì. Ai hốt đi mà. Tâm vẹo. Nào. Hơi mới đầu tiên hơi ngại nha các bác. Chào các bạn, chào các bác. Còn ngại đấy chứ. Hơi mẹ được rồi. Đây. Lỡ xa rồi. Chơi mà tắt nhỉ. Ai gì vậy cú? Sao thế, bị nó chích vào tay à? Không được rồi, bắt ơi. Đó nên nó làm đâu rồi. Thôi em chắc là rút quân các bác. Tối nay mình không được mà không có. Thôi hẹn gặp lại em ở tổ sau nhá. Ai hốt gì mà.